jack it up. Cố gắng phát triển hơn nữa và mặc dù mở rộng mô hình nhưng không làm ẩu mà sẽ làm chi tiết hơn, luôn luôn đề cao chất lượng và quyền lợi của khách hàng lên đầu. Hôm nay ngày 5 tháng 3 là một ngày đặc biệt của Sơn và sự có mặt của mọi người ở đây. Sơn không biết nói gì hơn là cảm ơn mọi người, một lời cảm ơn chân thành. Và xin chính thức được tuyên bố khai trương điện thoại Phạm Sơn Apple Store 270 Lưu Ngọc Quyến ạ.